thôi lại thôi cái mặt đưa cho đó đừng thôi. Hà, Hà ơi. Không vẫn còn được không sao. Ăn hết rồi giờ mới quay nè. Tin 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 tin. Thôi đừng quay. Hà no chưa Hà ơi? Hà no chưa? No chưa? Chưa no. Em coi em đang quét. Chị ơi. Giọng sợ vô hình. Anh đẹp trai. Tên gì? Anh đẹp trai ơi. Cà rốt. Để nước cà chua nữa. Đó, toàn người đẹp không à. Chim su kêu. Thôi vậy em chuyển bàn qua em qua em ngồi chung với anh mà nó được không? Được luôn. Thôi Hà, thôi Hà. Chị Càng Hà. Camera kia kìa. Em qua bên đây. Ê nha. Vô vô luôn. Sao mà giờ tự sướng. Hàng đi thiệt hả? Sao đẹp quá. Thật tim luôn. Chị coi phiên bản Hàn Quốc hay. Tát hả? À. Rất đẹp ngàn cân đó hả chị? Chị thấy trên bản nó tạo gọn gì đây đúng rồi. Y chang Hàn Quốc luôn. Sắc đẹp ngàn cân á hả? Ờ, Hàn Quốc nó cũng hay lắm á. Bữa chị coi rồi. Lên trên mạng. Chị coi hai sắc đẹp ngàn cân ở bên Hàn Quốc á. Ờ, trên mạng á. Coi muốn khóc luôn. Có được vé chưa? Không có ốc lượng, ốc lì. Chị xong rồi đó. Tinh tinh tinh. Hà ơi. Đi qua mừng đi lấy hoa đi. Đi lấy hoa đi. Có. Trời ơi, là chim kìa. Chạy. Bay mất rồi. Đẹp dữ dằn chứ. Trời ơi. Pháo. Hả? Ủa. Đằng nào lên rồi mà. Tớ chụp hình. Xong chưa? Đây quanh kia chị chụp hình. Bên đây tớ hùi à, bên đây nó mới sáng. Mày đi qua đây ngồi đi. Nhưng tao không cho mày ngồi á hả? Tao không cho mày ngồi. Em hai mày chị. Có rồi đó. Đó lên lên đẹp chưa? Nó hoa đậu hoa đậu. Hoa ngoài á. Bây giờ tối không có chị ngầu nha. Nghĩ sao á.